Chào các bạn trở lại với kênh Net Media CCTV trong chuyên mục tin học lớp 5. Trong clip hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ lá cờ Việt Nam bằng chương trình MSW Logo Rùa. Và các bạn chú ý lá cờ Việt Nam có hình chữ nhật, nền màu đỏ và chính giữa là ngôi sao màu vàng. Tỷ lệ lá cờ Việt Nam chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Khoảng cách từ tâm ngôi sao đến đỉnh ngôi sao bằng 1 phần 5 chiều dài. Ví dụ ở đây, chiều dài của lá cờ là 300 thì chiều rộng của lá cờ sẽ là 200. Lúc này khoảng cách từ tâm của ngôi sao cho đến đỉnh ngôi sao sẽ bằng 2 phần 3 lần 300 có nghĩa là bằng 60. Đây là những thông số mình sẽ sử dụng để viết những cái dòng lệnh ở trong MSW logo rùa vẽ hình lá cờ của Việt Nam. Trước khi mình thực hiện viết những dòng lệnh thì mời các bạn xem demo của mình đã thực hiện trước đó. Mình đã viết một cái thủ tục đó là cờ Việt Nam. Thì các bạn sẽ thấy chú rùa của chúng ta vẽ ngôi sao trước. Sau đó sẽ vẽ hình lá cờ và tô màu. Như vậy chúng ta đã được một lá cờ Việt Nam đúng chuẩn. Sau đây mình sẽ thực hiện viết thủ tục vẽ lá cờ Việt Nam. Chúng ta dùng lệnh Edit, cách một cái hai dấu nháy, cờ Việt Nam. Enter để chúng ta mở cái Editor soạn thảo code. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ dùng cái lệnh Home để lấy vị trí ban đầu làm móc. Sau đó các bạn sẽ nhấc chú gùa lên bằng lệnh PU và chúng ta sẽ di chuyển chú gù một đoạn là 60 bước có nghĩa là từ tâm cho đến đỉnh của ngôi sao ở đây chúng ta sẽ vẽ ngôi sao trước sau khi các bạn di chuyển đến đỉnh ngôi sao rồi thì các bạn sẽ đặt chú rồi xuống chúng ta sẽ quay khỏi một góc là 162 độ để chuẩn bị vẽ cái nhánh ngôi sao đầu tiên bạn dùng lệnh repeat 5 lần để vẽ 5 nhánh ngôi sao. Ở đây mình sẽ dùng cái lệnh quay để cho các bạn thấy được ngôi sao vẽ một cách từ từ là quay 20. Sau đó chúng ta sẽ đi một cái đoạn là 43 để vẽ cái nhánh đầu tiên. Và mình quay trái một góc là 72 độ. Sau đó mình dùng lệnh quay 20 để cho nó ngừng lại tiếp theo là dùng lệnh FD43 để vẽ cái nhánh thứ hai và sau đó chúng ta sẽ quay phải là 144 độ sau khi vẽ xong ngôi sao thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là PO nhắc chú gùa lên và di chuyển về vị trí trung tâm là Home lúc này chúng ta sẽ seo lại cái thủ tục này và các bạn gõ thử cái thủ tục này xem nó đã được gì rồi. Thì các bạn thấy chú rùa của chúng ta vẽ nhưng mà nó chưa có mèo. Như vậy chúng ta cần set cái màu cho chú rùa. Thì bạn vào Edit, cao Việt Nam. Ở trên sau cái dòng lệnh Home chúng ta sẽ dùng cái dòng lệnh Set Fan Size 1, 1. Sau đó bạn dùng cái lệnh là Set Fan Color bạn có thể viết tắt là set pc 6 là màu vàng ta sẽ xem lại rồi sau đó các bạn dùng lệnh cs để xóa màn hình sau đó mình sẽ chạy lại thủ tục cờ việt nam thì các bạn sẽ thấy chú rùa của chúng ta đã vẽ được hình ngôi sao như vậy tiếp theo là chúng ta sẽ tô màu vàng cho ngôi sao này luôn thì bạn tiếp tục vào Edit cờ Việt Nam. Sau khi các bạn trở về vị trí trung tâm thì các bạn dùng cái lệnh là Set Blue Color có nghĩa là đặt màu nền. Bạn có thể viết tắt cái lệnh này là Set FC 6 Set FC 6 có nghĩa là mình đặt màu nền là màu vàng. Sau đó mình dùng lệnh Fill để mình tô màu. Mình xeo lại. Và mình sẽ chạy lại thủ tục cờ Việt Nam cho các bạn xem. Như vậy mình đã tô được ngôi sao màu vàng Bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái nền của cờ Việt Nam Đó là hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài và cái nền màu đỏ Mình sẽ vào Edit cờ Việt Nam lại Như vậy đến đoạn code này là chúng ta đã vẽ được hình ngôi sao Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển chú rùa này lật về bên tay trái Là 150 bước và là xuống phía dưới là 100 bước để chúng ta lấy cái móc vẽ hình chữ nhật thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh là set it để dòi trục tọa độ, độ. dời về bên tay trái thì chúng ta sẽ sử dụng là trừ 150 là theo chiều x và dời xuống phía dưới 100 thì chúng ta sử dụng là trừ 100 sau khi các bạn dời xuống rồi thì các bạn sẽ đặt chú rùa xuống là PD. Và các bạn sử dụng set pen color là màu đỏ là set PC, viết tắt của set pen color đó, màu đỏ là số 4. Tiếp theo bạn sẽ dùng cái lệnh refit để chúng ta vẽ hình chữ nhật. Refit hai lần. Và mình sẽ dùng cái lệnh quay ở đây để cho các bạn thấy được chú rùa vẽ một cách chậm. Cái hình chữ nhật của chúng ta có chiều rộng là FD 200. Sau đó chúng ta sẽ quay một góc là 90 độ sang phải. Lúc này chúng ta sẽ dùng lệnh quay để chờ một tí nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi một đoạn FD 300 là vẽ chiều dài. Sau đó chúng ta sẽ quay phải một góc 90 độ xong vẽ hình chữ nhật xong sau khi các bạn vẽ hình chữ nhật xong thì các bạn nhấc chú gùa lên và các bạn sẽ đi về vị trí ban đầu là hôm sau đó bạn dời chụp tọa độ xuống phía dưới một đoạn là âm 140 và âm 90 có nghĩa là nó dịch ra bên ngoài ngôi sao nhưng mà ở trong cái hình chữ nhật để chúng ta bắt đầu tô màu nền tô màu nền thì các bạn phải set blue color là set fc là màu đỏ là số 4 sau đó bạn dùng lệnh fill để các bạn tô như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành cái việc vẽ hình chữ nhật màu đỏ cho cái nền lá cờ Việt Nam bạn seo lại và bạn bắt đầu chạy lại từ đầu xem sao như vậy nó chưa tô được màu nền cho cái lá cờ của chúng ta là màu đỏ mà nó báo lỗi là từ ấp như vậy chúng ta sẽ vào lại cái thủ tục để xem nó lỗi chỗ nào thì các bạn sẽ thấy ở đây là mình dùng PU mà mình ghi lộn lên là UP cho nên nó sai. Mình sử dụng lại là PU. Là nhấc chú gùa lên đó. sao lại. Sau đây mình sẽ chạy lại cái thủ tục này. Như vậy các bạn thấy được mình đã vẽ được cái nền của lá cờ là hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Và tô màu đỏ như vậy ở trên đây mình đã vẽ được cái lá cờ Việt Nam đúng theo tỷ lệ đó là chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài ngôi sao nằm chính giữa tâm của ngôi sao đến cái cánh của ngôi sao bằng 1 phần 5 chiều dài và nếu các bạn muốn vẽ thêm cái cột cờ phía dưới thì các bạn có thể sử dụng những cái lệnh tiếp theo như sau tiếp theo là mình sẽ dùng cái lệnh là PU để nhắc chú rùa lên và lệnh Home để đưa chú rùa về cái điểm neo góc ban đầu. Mình sẽ tiếp tục dời chú rùa về vị trí góc của cái hình chữ nhật bên dưới là dùng lệnh là set xy trừ 150 chừ 100. Sau đó mình sẽ di chuyển chú rùa lên phía trên cùng của cái hình chữ nhật là mình dùng lệnh là fd 200 lúc này mình sẽ đặt chú gội xuống bằng lệnh là PD tiếp theo mình sẽ dùng lệnh refit để vẽ một cái hình chữ nhật làm cột cờ vẽ cột cờ có chiều dài là 500 bước và chiều rộng là 20 bước sau khi vẽ xong thì mình sẽ ẩn chú gồ lên bằng cái lệnh là ht mình sẽ seal lại nếu các bạn muốn đổ màu nền cho cột cờ này thì các bạn có thể sử dụng các lệnh sau. Đầu tiên là mình sử dụng cái lệnh là PU, lệnh Home, lệnh Set trừ 153 và trừ 105. Sau đó mình dùng cái lệnh là Set pfc 5 là cái màu và dùng lệnh fill đổ màu các bạn xeo và chạy thử ở đây nó báo lỗi ở cái rt 90 không có dấu cách cho nên bạn vào bạn sửa lại nha đồng thời bạn sửa lại chỗ này là thêm một cái loại xoay chú gùa 180 độ mình sẽ vẽ lại thủ tục này. Ở chỗ này nó báo lỗi thì mình sẽ sửa lại nha. Mình chạy lại thủ tục. Như vậy các bạn thấy được mình đã vẽ cái lá cờ và cột cờ. Sau đây mình sẽ giải thích lại từng dòng code ở trong cái thủ tục này các bạn tham khảo đầu tiên để vẽ lá cờ Việt Nam thì chúng ta bắt đầu vẽ ngôi sao trước và cái lệnh hôm đầu tiên này để chúng ta lấy cái góc vị trí ban đầu làm điểm neo sau đó các bạn dùng lệnh set fan size để cài đặt cái nét vẽ mình một một sau đó set màu cho đường viền đó là màu vàng và dùng lệnh peru để nhắc chú gờ lên pd 60 để chúng ta di chuyển chú rùa cho đến đỉnh ngôi sao. Sau đó chúng ta quay một góc 162 độ và dùng lệnh Repeat để chúng ta vẽ ngôi sao. Ở đây các bạn sử dụng các lệnh quay này để chúng ta thấy ngôi sao được vẽ một cách từ từ. Nếu như các bạn bỏ các lệnh quay này vẫn được bình thường thì các bạn sẽ không thấy được quá trình vẽ ngôi sao. Sau khi vẽ ngôi sao không thì các bạn nhấp chú rùa lên và trở về vị trí ban đầu. Và dùng cái lệnh là Set FC để cài đặt cái màu nền là màu vàng Sau đó chúng ta dùng lệnh Fill để tô màu cho ngôi sao Tiếp sau đó chúng ta dùng cái lệnh Set SI 150 100 Để chúng ta dời chú rùa đi đến cái vị trí phía dưới bên trái của hình chữ nhật Để chúng ta tiến hành dùng cái lệnh Refit 2 FD200 và FD300 này để vẽ cái hình chữ nhật có chiều rộng là 200 và chiều dài là 300 sau đó chúng ta dùng cái cụm lệnh là PU HOME set 140 90 để chúng ta di chuyển chú gùa ra khỏi vị trí ngôi sao nhưng mà vẫn còn nằm trong cái vị trí hình chữ nhật. Sau đó bạn dùng cái lệnh set FC4 để đặt màu nền màu đỏ và dùng lệnh fill để tô màu nền cho hình chữ nhật. Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc vẽ hình lá cờ Việt Nam. Nếu như các bạn muốn vẽ thêm cột cờ thì các bạn sẽ di chuyển chú rùa về vị trí ban đầu và chúng ta dùng cái lệnh set xy -150 -100 để chúng ta di chuyển chú rùa đến góc dưới bên trái của hình chữ nhật. Sau đó chúng ta sẽ cho chú rùa đi lên 200 bước để đi lên góc phía trên của hình chữ nhật và chúng ta quay một góc 180 độ để hướng chú rùa xuống phía dưới. Sau đó chúng ta dùng lệnh bd để đặt chú rùa xuống và dùng lệnh repeat hai lần F500 và F200 để vẽ một cái hình chữ nhật có chiều dài xuống dưới là 500 bước và chiều rộng là 20 bước là hình thành cái cột cờ. Tiếp theo cái lệnh là PU Home để chúng ta đưa chú rùa về vị trí ban đầu và chúng ta tiến hành dịch chuyển chú rùa với một cái tọa độ trừ 153 trừ 105 để đưa chú rùa vào cái vị trí cột cờ và chúng ta cái màu nền cho cột cờ là màu hồng và dùng lệnh fill để tô màu nền cho cột cờ tiếp theo dùng lệnh ht để chúng ta ẩn chú gùi đi như vậy ở trên là toàn bộ những cái đoạn code để vẽ được hình lá cờ Việt Nam và cột cờ đến đây clip xin được kết thúc hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo